Vâng, Thiên Lị xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể quý chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Lị TV. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 và bây giờ đang là 8 rưỡi buổi tối rồi chị nha. Thiên Định hôm nay thì có khách đi xem buổi tối, thì vừa tiện khách ra ngõ thì bây giờ Thiên Định quay lại quay cho chị xem luôn. Hôm nay thì nói chung là lâu rồi Thiên Định không quay vào buổi tối, thì bây giờ thì hôm nay Thiên Định sẽ đi quay cho chị xem là cái khung cảnh buổi tối mà khi những cái đèn LED tại Vinhome Ocean Park lên đèn thì nó sẽ đẹp như nào chị nhá. Phải nói là quá là lung linh và quá đẹp luôn anh chị ạ. Đây, bên phải là tòa nhà Techno Park này, chúng ta có thể thấy là đèn LED sáng này rất là đẹp này. Đúng không ạ? Bây giờ là 8 rưỡi tối nha anh chị nhá. Hôm nay thì thực ra là tại vì khách có Thiên Định hẹn buổi chiều, thế là buổi chiều là không tới được, mãi đến tối thì khách mới đi xem được, thì là Thiên Định vừa mới dẫn khách xong. Hy vọng là sẽ là chốt trong ngày mai hoặc là ngày kia thôi, tại vì khách rất là nét rồi. Đây, chúng ta đi sẽ đi đi một vòng khu cao tầng trước nha. Với chúng ta có thấy là buổi tối đèn LED lên đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. Không gian cảnh quan thì rất là đẹp. Buổi tối thì mình sẽ đi thật chậm thôi nha, đi từ từ thôi. Bây giờ thì không vội vàng gì nữa, chúng ta đi từ từ thì mình quay không gian cảnh quan buổi tối cho chị xem. Đấy, bố chị nhìn thấy đèn đèn LED bên Master Drive nó chạy cả. Bên Vinhome Ocean Park thì đứng im nhưng mà bên Master Drive là nó chạy đẹp lắm. Đấy, buổi tối thì các cái quán đặc biệt là cà phê nha chị nhá, cà phê hoặc là quán ăn thì rất là đông. Ban ngày thì hầu như là cũng tùy thời điểm, ví dụ như là như ngày hôm nay thì buổi sáng thì vắng lắm tại vì buổi sáng trời mưa, nhưng đến chiều là hứng nắng cho nên là mọi người đi chơi đi cà phê ăn uống rất là đông. Bây giờ ấy, mà vào trong các nội khu của các cái tòa chung cư này, này thì đông lắm một chị ạ. Đấy, nội nội khu bên trong ấy, gọi sân bên trong các cái tòa chung cư ấy thì đông. Sinh hoạt hầu như là chung cư các cái hoạt động ăn uống rồi cà phê sinh hoạt về đêm thì rất là đông luôn. Đấy, chúng ta có thể thấy buổi tối đông không? Quá là đông luôn. Thiên Định phải công nhận một điều rằng là đợt này khách đi xem đầu năm nhưng mà đi xem rất đông luôn. Nếu như bằng thời gian như thế này mà các năm trước nữa, kể cả những cái năm sốt ấy, hầu như là Thiên Định thấy là cái lượng khách hàng quan tâm nó không nhiều như đợt này đâu. Đợt này hầu như Thiên Định lại đánh giá là cái lượng khách quan tâm nó nhiều và phản hồi rất nhiều luôn đấy. Bên trái là tòa S206, đi thẳng là nhà đậy xe 5 tầng. Nhà đậy xe 5 tầng thì chúng ta cứ đi qua 6 giờ thì bắt buộc chúng ta phải lên nhà đậy xe 5 tầng chúng ta để nha chị nhé. Qua 6 giờ là chúng ta không được xuống hầm nữa rồi, tại vì qua 6 giờ là hầu như các cái slot dưới hầm là nó đã chật kín rồi, cho nên là đa số cứ qua 6 giờ là tự động chúng ta, một là chúng ta ra đậu chỗ khác, các cái bãi xe khác, hoặc là chúng ta lên các cái nhà xe nổi, nếu như còn còn chỗ thì chúng ta lên các nhà xe nổi chúng ta đậu. Làn như ở đây thì đa số là đậu thì bên phải này có các cái slot đậu xe thì chúng ta đậu được. Đấy. Cứ chỗ nào có vạch kẽ trắng thì chúng ta đậu được nha chị nhá. Còn chỗ nào mà không có vạch kẽ trắng thì chúng ta chỉ đậu gọi là trong vòng tầm khoảng 10 đến 15 phút thôi. Còn không là bên ban an ninh họ sẽ phạt. Bây giờ là không còn cái chuyện viết đây là đâu mà bây giờ là phạt luôn rồi. Nếu như xe mà ô tô mà để quá thời hạn mà không ra lấy thì Thiên Định đợt này thì Thiên Định không 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 chưa bị dính phát nào, nhưng mà thấy bảo là phạt 200 nghìn đấy, 100 hay 200 nghìn gì đấy, xe máy thì phạt 50 nghìn đến bao nhiêu đấy. Thì
đợt này là có quy chế phạt rồi nha chị nha, cho nên là đậu xe chúng ta phải cẩn thận, không là ăn biên bản phạt ngay. Bây giờ là làm rất gắt sau những cái vụ tai nạn này, vụ cắt khóa rồi cãi cọ giữa an ninh với cả cư dân, bao nhiêu vụ là bây giờ là đưa ra những cái phương án phạt rất là gắt luôn. Trước là hầu như là khi mà bị khóa xe là chúng ta chỉ xuống cái tòa S201 thôi, xuống đấy chúng ta ký biên bản, xong đấy là bên an ninh họ sẽ ra họ mở khóa cho mình. Chỉ là thời gian rất là lâu, chúng ta gọi điện rồi mở khóa nó phải kéo dài khoảng 2-3 tiếng đấy. Kiểu như đôi khi họ bắt mình chờ để cho mình biết mặt lần sau mình không có vi phạm nữa đâu chứ. Đấy, ở đây là bên phải là tòa S20 này, bên trái là tòa S209 này. Ở đây là cái ngã tư này là ngay hiện tại đang là ngã tư đông nhất ở đây nha chị nha. Cái ngã tư này tại vì sao là ngã tư giữa, thứ nhất là bên phải của chúng ta là tòa Master Drive, là cũng là tòa mới vừa bàn giao, mọi người đang đi vào ở. Thì Master Drive rất là cao cấp. Đấy, trước đấy chưa bàn giao tới cái tòa này thì cái ngã tư này cũng đã là cái ngã tư gọi là đông đúc rồi. Ngã tư này nó bao gồm rất nhiều siêu thị này, rồi rất nhiều ngân hàng này, rồi rất nhiều các cái dịch vụ mua sắm này. Đấy. Rồi các cái quán cà phê này, quán ăn này, nó tụ ở cái ngã tư này rất là nhiều. Cho nên là xe cộ đi lại thì rất là đông, và nó cũng là cái ngã tư giao giữa phân khu Sapphire 1 và Sapphire 2. Bây giờ lại giao thêm Master Drive nữa. Đấy, chính vì vậy mà nó rất là đông nha chị nhá. Đấy, chúng ta có thể thấy buổi tối các cái shop mở đèn lên nó đẹp không ạ? Rất là đẹp. Bây giờ đang là 8 giờ 34 phút nha chị nhá. Buổi tối là các cái slot sạc pin điện xe điện ở các cái khu vực ở Vin là hầu như chật kín hết rồi. Thì định thấy hầu như các cái slot sạc điện là chật hết. Tại vì thực ra bây giờ là cái lượng xe điện mà được bán ra thị trường nó cũng tương đối nhiều, đặc biệt là cư dân tại Vinhome Ocean Park của chúng ta đây thì lại mua theo cái chính sách là mua nhà tặng xe. Đấy, cho nên hầu như nhà nào đợt này là cũng nếu như mua thương mại dịch vụ hoặc là mua cái gì Grand Tour Vinhome Ocean Park 2 đấy ạ, hoặc là mua các cái căn hiện tại Vinhome Ocean Park 2 thì đều được tặng xe điện VinFast VF8 và VinFast VF9. Cho nên là hầu như là bây giờ là dần là chúng ta đi tại các cái khu đô thị của Vin thì hầu như là chúng ta sẽ thấy xe VinFast rất là nhiều luôn. Bây giờ thì rất là hay một cái là bên VinFast đã cải tiến pin. Đấy, pin ngày xưa ví dụ như đi được chỉ tầm khoảng 400 cây thôi, hơn 400-450 cây, bây giờ là pin là có thể đi được hơn 600 cây rồi. Đấy. VF9 bây giờ là đi được hơn 600 cây, VF8 thì Thiên Định nhớ không nhầm là bao nhiêu nhỉ? Cũng không nhớ nữa, nhưng mà đi được km rất là dài. Để Thiên Định quay lại. Đi được rất là dài, cho nên cái việc mà bây giờ pin sạc pin cũng nó cũng đỡ bất cập hơn, chính vì vậy mà cũng được nhiều sự lựa chọn của khách hàng hơn. Nói chung là đi xe điện là quan trọng nhất là cái pin của anh chị. Đấy, đi xe điện quan trọng nhất là pin. Thiên Định cũng cân nhắc cái pin cho nên là không dám mua đấy. Chứ không là đã mua rồi, trước là đặt cọc VF9 rồi nhưng mà sau đấy không mua. Nhưng mà cũng là vì một phần là tài chính của mình nó bị kém nữa. Đấy, khi bán được hàng thì không sao, nhưng sau đấy thì là cái lượng kiểu như bán hàng nó kém đi thì cái chi phí duy trì thì nó không có, cộng với là khi nếu như đổi xe thì phải cáp thêm bao nhiêu tiền đấy. Đấy, bây giờ cái xe của Thiên Định đây, xe lắc SA này thì đổi sang thì phải phụ cả, nói chung là phụ, nếu như mà mua các cái bản gọi là bản lướt thì cũng phải phụ ít nhất là tầm khoảng 500. Đấy, nếu như phụ sang VF9, còn mua mới thì không nói. Xe của Thiên Định đây đi nói chung nó xuống giá kinh khủng lắm. Thời điểm Thiên Định mua cách đây 2021 2020 chứ,
lúc đấy là 1 tỷ gần 1 tỷ 6, 1 tỷ 550, bán này là bán plus. Đến bây giờ thì nếu như thị trường như cái con xe của Thiên Định này mà bán, nó chỉ rơi tầm khoảng hơn 700, 700 rưỡi đến 800 thôi, 800 tầm đấy. Đấy, mà bây giờ là xe, nếu như chúng ta mua xe mới như VF9 thì bây giờ nó phải rơi tầm 1 tỷ 3 tỷ 4. Đúng không ạ? Đây là xe lướt đấy, còn xe mới mà xe mới nguyên trong trong ấy nó phải rơi tầm khoảng 1 tỷ 6, 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6. VF8 thì rẻ hơn, VF8 thì nó chỉ rơi tầm đâu đó tầm 1 tỷ thôi. 1 tỷ đến hơn 1 tỷ một xíu thôi. Đấy, chúng ta thấy Master Line lên đèn chiếu đẹp không? Nó đổi màu liên tục anh chị ạ, đổi màu liên tục. Cho nên bây giờ cái ngã tư này nó cực, mà bên Master Line thì người ta để cái vỉa hè nó lùi sâu vào trông thoáng lắm. Đấy. Nói chung là làm việc trong cái môi trường như Vinhome Ocean Park Gia Lâm của đây, của chúng ta đây, thì thực ra Thiên Định thấy nó rất tuyệt vời luôn. Đấy. Làm việc mà ngày nào cũng lượn lượn toàn ngắm cảnh đẹp thôi anh chị ạ. Người đẹp, cảnh đẹp, xe đẹp, nhà đẹp, cái gì cũng đẹp. Đấy. Có mồi tội là thiếu tiền thôi chứ còn cái gì cũng đẹp anh chị. Vào đây mà ở thì quá tuyệt vời. Mà bây giờ thực ra là đối với cái việc chúng ta chi phí, chúng ta sinh hoạt ở đây ấy, thì nếu như chúng ta ở trong đây thì sinh hoạt, ví dụ như là cái chi phí sinh hoạt, thì nếu như chúng ta mua đầu tiên thì sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ cái tiền phí dịch vụ hàng tháng ấy. Đấy. Chung cư thì mỗi khu nó phí dịch vụ khác nhau. Như cái Thiên Định có đăng lên cho chị xem rồi đấy, phí dịch vụ khu Ruby khác, phí dịch vụ khu Sapphire khác này. Đấy. Rồi phí dịch vụ thấp tầng khác này, thấp tầng cũng Ngọc Trai cũng khác, mà các cái khu khác như San Hô, Sao Biển nó cũng khác nhau nha. Ngọc Trai thì là cái khu kín thì nó có bể bơi 4 mùa. Đấy, thì nó cái chi phí dịch vụ mỗi tháng nó cũng cao hơn so với những cái căn có những cái phân khu bên ngoài không có bể bơi 4 mùa. Đấy, nhưng mà đặc quyền là các cái khu khác cũng không được vào khu Ngọc Trai để tắm. Đấy, khu nào vào ở tắm ở khu đấy thôi. Cái giống như là khu Hải Âu thì có thể là sang San Hô hoặc là sang Sao Biển, nhưng mà không được vào Ngọc Trai. Tại vì riêng cái thằng Ngọc Trai nó đã đóng cái dịch vụ cao hơn các ông khác rồi, cho nên là nó được sử dụng cao cấp hơn. Tại sao gọi là Ngọc Trai nó VIP là thế, đi vào là Paris Air lúc nào cũng chặn cửa luôn. Đấy, chúng ta ra vào nó cực kỳ an ninh, cực kỳ bảo mật luôn. Riêng cái việc về giá của Ngọc Trai nó cao hơn các khu khác là Thiên Định đã phân tích cách đây chắc phải tầm khoảng 3-4 năm trước rồi, từ cái thời mới mở bán, mà khi đấy Ngọc Trai còn đang rẻ hơn các khu khác là Thiên Định cũng đã đánh giá rồi. Đấy, đối với một cái khu mà đông đúc như thế này, đúng không ạ? Cư dân nó đông đúc như thế này thì cái việc an ninh, an toàn, bảo mật và nó yên tĩnh thì mọi người sẽ có cảm giác là sẽ được an toàn và có cảm giác nó sẽ VIP hơn. Thì lúc nào những cái khu như Ngọc Trai nó sẽ được ưa chuộng hơn. Thì đối với Ngọc Trai thì bây giờ Thiên Định đang có rất nhiều căn nhá quý chị nhá. Liền kề thì đối với Ngọc Trai thì liền kề đảo nhỏ hiện tại hướng đông nam, Thiên Định đang có căn giá đang rơi tầm khoảng 18,2 tỷ là full nội thất, thang máy. Đấy, 17 tỷ nó là căn gọi là thô. Đấy, rồi song lập thì có 150m bên đảo bé, Thiên Định đang có giá là 27,5 tỷ. Nếu như 165m thì bên đảo bé thì Thiên Định đang có giá là 32,5 tỷ. Đấy, quý chị nhá. Đấy, ngoài ra thì cũng có nhiều sự lựa chọn nữa. Đơn lập bên đảo lớn, đơn lớn này, loanh quanh là 54 tỷ này. Đấy. Ngọc Trai thì là một cái khu, nói chung là bây giờ để sở hữu được trong Ngọc Trai ngoài liền kề ra các căn song lập nó rơi tầm 27 28 hết rồi. Đấy. Mà những cái căn liền kề mà hết bán là chúng ta để mà chúng ta vào Ngọc Trai là không khó mà vào luôn đấy mọi chị ạ. Cho nên trong thời điểm này, thời gian này thì nếu như ta mong muốn mua một cái căn định cư để sống, để ở đấy, mà nó khép kín thì còn sót lại một số căn liền kề thì chúng ta nên mua thời điểm này anh chị nhá. Còn hết thời điểm này nữa là hầu như không có căn bán luôn, mà nếu như có bán thì giá nó cũng sẽ tăng lên rất cao. Đấy. Đây, bây giờ thì Định sẽ lượn cái khu thấp tầng. Lượn khu thấp tầng thì bây giờ cái phố San Hô 06 là cái phố đẹp nhất ở đây, thì bây giờ không thể nào chúng ta không lượn qua được, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lượn qua San Hô 06.
trường đại học VinUni. Hôm nay là ngày chủ nhật cho nên tất cả đều sáng bừng hết. Đấy. Trường đại học này, tòa nhà Technopark này, rồi đèn ở các cái dọc trục san hô này, sao biển này, ngọc trai này đều sáng hết. Ở đây thì bây giờ là chủ đầu tư đã lắp thêm các cái barrier, thêm rất nhiều các cái barrier ở các cái đầu các phân khu nha chị nhá. Tầm 10 giờ gì đấy, đấy thì chủ đầu tư sẽ chặn lại và chỉ có cư dân mới đi được vào thôi. Đấy, vào các cái khu này. Đây chúng ta thấy đẹp không ạ? Buổi tối thì đây là san hô 06. Trục san hô 06 này thì định đang có căn đang bán tầm 33 tỷ không chị nhá. Đã hoàn thiện rồi, đang kinh doanh. Đang bán rồi tầm 33 tỷ. Đấy, xe ô tô thì để chật kín, xe này toàn xe có khách, đậu xe bên này xong sang bên đường để ăn uống. Đấy, cà phê ăn uống. Đấy, chịu quý vị thấy không ạ? Xe quá là đông. Như thời tiết hôm nay thì hơi lạnh. Đấy, thời tiết lạnh này thì hầu như mọi người cũng ngại ra ngoài, nhưng mà hầu như các cái quán đều vẫn đang rất là đông khách quý anh chị ạ. Đông khách nhưng mà người ta ngồi trong bên ngoài, à ngồi bên trong quý anh chị ạ. Trời lạnh người ta ngồi bên trong, cô chú anh chị không thấy, nhưng mà thực ra chúng ta nhìn vào xe ở đây là chúng ta biết này. Xe người ta để ở đây đầy đường ở đây là chúng ta biết là khách người ta ngồi hết bên trong, do thời tiết lạnh người ta không ngồi bên ngoài thôi. Đang có xe bên sau thì định để cho họ đi qua. Đấy, xe người ta để ở đây là người ta đi sang, người ta ăn uống bên các cái shop hết rồi, nhưng mà người ta ngồi bên trong này, bên ngoài lạnh. Bình thường mà thời tiết mà nắng ấm thì người ta ngồi hết bên ngoài. Đây, ở đây cái khu thương mại dịch vụ san hô này bây giờ cũng đông đúc này, mọi chị nhìn thấy không, những cái căn góc này bây giờ kinh doanh này, quá là đông đúc và sớm mất luôn. Ở đây có cái con hải sản đâu nhỉ, lẩu nướng này, tươi BBQ đang khai trương với chị ạ. Đây có cái con hải sản này cũng rất là nổi tiếng này, hải sản Phú Quý rồi chị nhá. Thì định cũng vào ăn rồi, ăn cũng rất là ngon. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang khu biển hồ đi. Để đây chúng ta đi sang khu biển hồ này. Nếu như hôm nay chủ nhật thì khả năng trung tâm thương mại cũng sẽ rất là đông. Mọi người sẽ ra trung tâm thương mại mua sắm, vui chơi rất là đông. Thật ra trung tâm thương mại bây giờ chả thiếu cái gì, mà Thiên Định thấy ở trung tâm thương mại cũng nhiều nhà hàng cũng ngon đấy. Ví dụ như là Châu này, thịt Châu. Châu Kiến Minh ăn cũng khá là ngon. Thì định lên thì định thấy cái con thịt trâu là ngon, còn các cái con khác thì thực ra là thì cũng chưa tham gia. Ăn một số chỗ như nướng thì cũng bình thường. Đây, chúng ta sẽ đi vào cái dọc trục ven hồ nhá. Ở đây thì ven hồ thì Thiên Định đang có một căn chủ nhà cũng đang cho thuê các anh chị nhá. Hoàn thiện rồi, đang cho thuê với giá là 60 triệu một tháng. Đấy. Hoàn thiện xong hết rồi, bây giờ chỉ chúng ta vào là chúng ta kinh doanh thôi. Thế ai mà có nhu cầu thuê làm nhà hàng, căn đây thì diện tích là 280m, mặt tiền là 14m rồi chị ạ. Kinh doanh mọi mặt hàng luôn, Hải Âu 1 thì kinh doanh mọi mặt hàng.
Nói chung làm bất động sản mà ngày nào cũng dẫn khách là vui rồi chị ạ. Chưa biết có chốt hay không, nhưng mà có khách đi xem nhà là cảm thấy là thoải mái vui rồi. Chứ sợ nhất là truyền thông quảng cáo rồi khách hứa chẳng thấy đâu, khách không đi xem là rất là buồn đúng không ạ. Nhưng mà Thiên Định cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể khách hàng đã tin tưởng mấy ngày hôm nay là đi xem. Nhưng mà nói chung là Thiên Định tin chắc rằng là mọi người cũng sẽ chốt sớm thôi. Đấy, tại vì thứ nhất là tất cả mọi người đi xem thì Thiên Định đánh giá là đều là nhu cầu thật chứ không phải xem chơi. Đấy, nó chỉ liên quan đến cái việc tài chính một xíu thôi. Thì Thiên Định nghĩ là sắp tới chắc chắn ngôi chị chúng ta cũng sẽ đưa ra quyết định. Chúng ta đi thẳng lên thì sẽ ra trung tâm thương mại Vincom Mega Mall này. Hiện tại thì đối với thương mại dịch vụ 50 năm ấy thì tại Vinhomes Ocean Park thì chủ đầu tư đã dừng làm sổ đỏ rồi chị nhá. Hiện tại chủ đầu tư đã dừng làm sổ đỏ và hiện tại cũng không xác nhận, đấy, không xác nhận mua bán nữa. Đấy, xác nhận là xác nhận như nào? Xác nhận là khi chúng ta mua bán á, chuyển nhượng ấy, thì khi chúng ta công chứng thì bắt buộc phải có hai cái xác nhận, một là xác nhận thanh toán. Đấy, xác nhận thanh toán là xác nhận đóng tiền đấy. Mình đóng tiền bao nhiêu vào bao nhiêu, đã hoàn thành cái nghĩa vụ đóng tiền chưa? Thứ hai là xác nhận chưa làm sổ thì chúng ta mới được chuyển nhượng hợp đồng mua bán. Còn không có hai cái xác nhận đấy thì chúng ta cũng không được chuyển nhượng. Chính vì vậy mà hiện tại thì chủ đầu tư lại cũng không xác nhận cái đấy. Cho nên bây giờ là mua bán thương mại dịch vụ tương đối khó. Đấy. Cho nên là hiện tại thì Thiên Định cũng xin phép là tạm dừng truyền thông quảng cáo cũng như là chào các cái sản phẩm thương mại dịch vụ, đợi thời gian tới xem chủ đầu tư giải quyết một số các cái phương án.